Ôi em. Dạ em chào chị. Lỗi đến từ July. Dạ. Ồ em đang theo hả? Dạ em đang theo. Ôi chị rất là vui khi được dẫn số này. Bởi vì chị tới đây để học lớn. Bây giờ ha, trước khi mà mình bắt đầu cái buổi trò chuyện đó, và cũng giống như là cái chương trình học lớn của chị đó, thì mình giới thiệu về bản thân mình trước đi cho tất cả quý vị khán giả của Real Life được biết ha. Em là Nguyễn Minh Trọng, hiện năm nay em đang 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của ngành thiết kế thời trang. Bên cạnh đó thì công việc hiện tại của em là thêu và đính kết. Cái lựa chọn ngành học của em đó là gia đình định hướng cho em hay là em tự chọn? Thực sự nếu mà nói thì gia đình em cũng không có ủng hộ em theo những cái ngành gọi là nó khá là nữ tính như vậy, tại vì gia đình em kiểu lúc nào cũng vẫn nghĩ em là đàn ông. Dạ, có lẽ là như vậy. Ồ, chị không nghĩ gì đâu, tại dạ. Vì khi mà nãy chị gặp em đó, kể cả khi mình chưa nói chuyện luôn, bước vô chị tưởng đâu em là gái không á. Tại vì tất cả những cái thứ mà chị thấy trên gương mặt của em á đều là những cái nét của một người con gái, chứ không phải là một người nam hay là một người trong cộng đồng LGBT đâu. Thiệt sự mà nói chuyện cũng nhỏ nhẹ nữa, khi mà em nói chuyện chào chị giật mình liền á. Chị thấy mình đàn ông dễ sờ. Chị thấy mình đàn ông dễ sờ. Nhưng mà bản thân em có việc có khó khăn trong cái việc come out với gia đình không? Cho tới thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa come out với gia đình. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian em chọn cho mình là đến với ngành thiết kế thời trang, thì em cũng có những cái biểu hiện ở nhà, như là mình cũng hay make up nè, hay thêu thùa. Nhiều khi em còn chê tóc giả ở trong phòng nữa, nên là ba mẹ đi ngang cũng có thấy, nên là sẽ tự hiểu. Dạ. Nhiều bạn cũng sẽ học được cái chiêu này nha. Có nghĩa là mình không cần phải nói là con là thích con trai hay là con là thuộc cộng đồng gì không quan trọng, cứ chơi tóc giả mọi người sẽ tự hiểu. Đúng không? Chị hồi xưa mà để chị làm cái này là chị phải lén lút lắm, tránh gia đình á, tại vì cái nghề này là nghề nữ công gia chánh. Thì khi mà ở trong nhà em làm á, thì ba mẹ thấy rồi, ba mẹ có ý kiến không? Ba em cũng là một cái người hơi ít nói á chị. Nếu mà hồi trước đây thì chắc chắn là ba sẽ mắng, ba em la lên, có khi hả còn đánh em nữa. Với lại nghe người này người kia nói là cũng biết là em kiểu làm những cái việc nữ tính như vậy, thêu thùa may vá các thứ. Thì ba em có lần cũng về la rồi hả mắng rồi hả chửi luôn cả mẹ luôn. Yeah. Nhưng mà mấy lần đó là có bắt em phải là chọn cái ngành khác không? Ba thì ba không bắt chọn ngành khác, nhưng mà gọi là những lần mà đi nhậu hay là đi chơi gì đó về mà cảm thấy là bị người này người kia nói quá nhiều về em là em như vậy, thì ba sẽ không có được vui. Nhà em thì có mấy anh chị em lần cơ? Dạ, có một mình em thôi. Có một mình thôi phải không? Cho nên là áp lực của ba rất là lớn. Dạ, em còn là cháu đích tôn nữa. Đó, trời ơi, nhà chị cũng cháu đích tôn đó cưng. Về phía mẹ thì công việc của mẹ là gì vậy cưng? Dạ hiện là mẹ em đang cũng làm bên mảng là đính kết á chị, đính hài cưng. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy thì đỡ cho cưng quá phần này rồi. Làm với mẹ thì quá ok đúng không? Dạ. Khi mà em chọn cái này nè, mẹ có ý kiến gì, mẹ có hỏi gì không? Mặc dù là bình thường là mẹ hơi mắng em hay là la rầy, nhưng mà mẹ vẫn luôn tôn trọng là em chọn quyết định ngành nghề nào, đó là quyền của em. Vẻ của em rất là nữ tính luôn. Thì hồi đi học á, em có bị hay bị chọc ghẹo gì không? Em như vậy là từ lúc mà trong trứng luôn. Tại vì thực sự từ lúc mà mẫu giáo hay là cấp 1 đi học là em đã có những cái biểu hiện như vậy rồi. Và từ cấp 1 là em đã bị bạn bè trêu chọc là BD này kia. Nhưng mà bị chọc có nặng lắm không? Có lần nào mà phải khóc chứ? Tất nhiên là có rồi. Lúc mà em chưa biết bản thân của mình, em chưa xác định rõ là mình là thuộc cộng đồng LGBT, thì những cái lần mà em bị chọc là BD như vậy, có lần em ngồi gục trong lớp em khóc. Thực sự là lúc đó là em không có một cái người bạn nào để mà hiểu được cho mình. Tại vì ở cái thời điểm đó là cũng mới cấp 1 thôi, mình cũng chưa biết mình là một cái gì đó mà tại sao mọi người là lúc nào cũng phải nói mình BD này kia mà không như được những như các bạn nam khác. Em khóc rồi em về em mét mẹ, rồi mẹ lên, rồi mẹ có nói với giáo viên để mà rầy mấy bạn là không có được nói em như vậy nữa. Khi mà học vậy đó, em có tính được sau này là mình sẽ tương lai mình sẽ theo thời trang nhưng mà theo cái mảng gì không? Tại vì nếu mà làm một nhà thiết kế chuyên nghiệp đó thì họ sẽ đòi hỏi được rất rất là nhiều thứ. Thì em có chuẩn bị gì cho tương lai mình chưa, đặc biệt là nghề mình học? Em thực sự là cũng
còn hơi bấp bênh giữa những cái sự lựa chọn của mình lắm. Tại vì em sau này em ra vẫn muốn là nếu mà được, nếu mà có một cái cơ duyên nào đó thì em vẫn muốn mình trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến. Tới cái lĩnh vực đặc biệt là xử lý về thủ công trong những cái bộ sưu tập mà em cho ra mắt. Đó là cái mục tiêu mà em hướng tới. Thành phẩm mình xong rồi đó, không ấy bây giờ em gọi cho mẹ em liền luôn đi, để coi phản ứng của mẹ như thế nào. Hello. Hello. Mẹ đang ở đâu vậy? Đi lên nhà ông ơi. Hôm nay con có thiêu tặng mẹ cái món quà mà mẹ coi thử coi có đẹp không? Đẹp. Trả lời gì kỳ vậy, tự nhiên cái trả lời đẹp cái rồi thôi. Hỏi à, người ta đẹp không thì trả lời đẹp phải rồi. Làm sao? Chơi mà gọi người ta đi ăn đám rồi. Đâu xích qua coi. Nè. Sắc sảo đẹp mà. Đẹp, đúng không? Chặt nha. Con thiêu mẹ cho tặng mẹ vậy, rồi mẹ có thấy có thấy cảm nhận gì không? Đẹp. Tao thấy đẹp mà tao nói với nó mình cảm nhận. Cảm ơn chậm nhé. Dễ thương quá à. Cảm ơn chậm nhé, mà tình hình tình đi mình đâu biết đâu, nay chậm có vụ gì cho ta, vụ gì tặng mình đây. Siêu đẹp. Ủa bình thường đi make up không nè? Nay đổi hướng hả? Trời gì, bình thường make up đậm hơn nữa đó hả? Dạ không có, ý là mẹ em bình thường em cũng đi ra ngoài em đi làm make up. Vậy thôi nha, tại vì vậy có gì chiều giờ hai mẹ con mình về nói chuyện nha. Bye bye. Rồi em ơi, bây giờ nè, chị thiêu nãy giờ nói gì nè, coi cô giáo coi làm sao. Chị thiêu đúng rồi nè, nhưng mà nếu mà mình muốn làm cái bông hoa đó là mình phải làm giống như hồi đầu em làm cái này, là mình làm cái cánh trước. Trước đúng không? Dạ, đúng thì rồi. Cái nhụy nó chồng lên nó, dạ, nó ok rồi, nó hơn, nó sẽ đẹp, nó sẽ êm hơn. Rồi xui cho chị siêu theo cái nhụy trước rồi. Bây giờ nè em ơi, bây giờ chị ngồi nãy chị tê chân quá rồi, kiếm chỗ nào khác mình nói chuyện được không, có thư thái nó thư giãn hơn đó cưng. Chứ không thôi là thôi chị lết về cưng. Dạ. Thôi mình đi ra ngoài ha. Bây giờ cái này chị cho để ké đây đi, bữa sau chị qua chị thọ giáo em tiếp. Ok. Dạ, dạ rồi, em sẽ giữ giùm chị. Rồi, vậy ha. Ok, thôi mình ngồi đi ha. Dạ. Cái ngồi nãy chị tê chân quá trời luôn. Từ trước tới giờ là em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em trải qua hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Năm nay còn sinh viên mà hai mối tình sâu đậm rồi hả? Khi mà em tìm hiểu hay là quen bất kỳ một ai thì em cũng tìm hiểu rất là kỹ và quen người đó. Em tính tới con đường gọi là lâu dài chứ không phải là kiểu quen để mà chơi chơi rồi thôi. Nên là em thường rất là khó có tình cảm với ai khác. Mình nói một chút xíu về mối tình đầu tiên đi. Nếu mà nói về mối tình đầu tiên thì quá lâu rồi. Đó là mối tình mà khi mà em còn học cấp 3. Lúc đó là em vừa vào lớp 10. Vừa vô lớp 10 là có người hốt rồi đó hả? Dạ không có. Đó là mối tình mà em chủ động chứ không phải là người ta hốt em. Học cùng lớp hay sao? Anh đó là học lớp 10-11. Còn em là học, em vừa vô lớp 10 luôn. Trên em một khóa. Dạ. Cái cuộc tình tuổi hôm nay đó nó kéo dài bao lâu vậy cưng? Dạ 7 tháng. Chỉ có 7 tháng cho một mối tình đầu thôi. Dĩ nhiên rất là đẹp, là hai người có nhiều kỷ niệm với nhau không? Dạ cũng có chị. Thực sự em cũng không biết là lúc đó là ảnh có thực sự là ảnh thương em thật lòng hay không nữa. Tại vì em cũng là người em bắt đầu trước. Rồi cũng có nhiều người có nói em là ừ anh này kiểu cũng thuộc là lăng nhăng với lại những cái bạn khác kiểu cũng có nhiều cái mối quan hệ gọi là chóng vánh, với lại kiểu chỉ để vui chơi qua đường thôi. Mà đối với em lúc đó em cũng không hiểu, vì một cái lý do nào đó mà em bất chấp tất cả mọi thứ cho dù bạn em có nói như thế nào. Thường là những người mà lăng nhăng và đào hoa, dĩ nhiên họ sẽ trang bị cho họ một bề ngoài hoặc một sức hút nhất định. Cho nên em rơi vô cái bẫy đó là cái điều rất là đương nhiên thôi, nó không có gì lạ. Đối với một người chập chững mới bước chân vào đường tình ái mà chỉ có kéo dài 7 tháng thôi hả? Đối với em như vậy là đã nhiều, đã dài. Tại vì lần đầu tiên mà, đúng không? Yeah. Gia đình có biết không? Em có dắt anh đó về nhà khoảng 1-2 lần để phụ em làm những cái đồ thủ công. Mà trước giờ thì em cũng gọi là em cũng không có công khai hay là có nói với mẹ là em như thế này hay là như thế nào nữa. Mà em nghĩ chắc là ba mẹ cũng có biết. Khi mà bắt đầu rời bỏ mình đó thì mất bao lâu để em cân bằng lại? Em mất khoảng 2 năm để mà em có thể em cân bằng lại. Và lúc đó em cảm thấy bản thân của mình thực sự đã sẵn sàng để có thể tiếp thu một cái gì đó, gọi là cái mối tình mới chẳng hạn hay là như thế nào. Lúc đó em mới cảm thấy là mình ổn hơn để có thể. Vậy nên lúc đó là 52 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình bắt đầu một mối quan hệ khác. Dạ. Thì nó kéo dài được bao lâu nữa? Nó chỉ hơn được 1 tháng thôi.
Trời nó chỉ ơi. Hơn một tháng của cái mối tình cũ. Thì bạn phải nói là 8 tháng chứ trời. Là nói 8 tháng. 8 tháng dạ. Em đang chuẩn bị trong cái khoảng thời gian gọi là ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị chọn một cái môi trường mới sắp tới là mình sẽ bước vào. Là lúc đó em có gặp anh đó. Đó có lẽ là một sự trùng hợp tính đến thời điểm hiện tại nó dẫn dắt em đi tới con đường ngày hôm nay luôn. Lúc mà em học lớp 12 á, là em chỉ len lói trong đầu là chắc là tại vì cơ bản bình thường em cũng gọi là không học quá xuất sắc như mọi người. Em cứ giỏi về những cái mảng như là làm đẹp hay là làm những cái linh tinh thủ công nữ công gì tranh rất là đúng rồi, em thích những cái như vậy. Còn mỗi khi mà nhắc đến chuyện học toán lý hóa với em cảm thấy nó rất là áp lực. Dạ, được là một cái thì em lại thích môn ngữ văn nhiều là tiếng Anh. Đó là hai môn mà em cảm thấy là em thích nhất trong suốt cái quá trình học. Em định á là em sau này em sẽ ra em làm spa, em mở một cái spa và bên cạnh đó chắc là em học thêm make up để em đi làm thôi. Em không định là em sẽ học đại học đâu. Nhưng mà quen ảnh, anh ngủ đi ôn thi đại học. Không, chị, nó trùng hợp và nó gọi là nó trùng hợp sao kể nghe coi. Theo cái kiểu em nghĩ là đây có lẽ là một cái sự sắp đặt sẵn rồi, là anh đó lại là giáo viên. À, ôn thi ngay giáo viên phải không? Dạ. À. Là... ghê thì bạn vua tài giáo luôn phải không? Trời ơi. Dạ, không có, thực tình là lúc đầu em cũng không biết là ảnh sẽ làm giáo viên tại vì ảnh cũng nói là ảnh hiện tại ảnh là sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh. Sau đó em mới phát hiện là ảnh có nói là thiệt ra là anh cũng có dạy ở mấy cái trung tâm Anh ngữ ở ngoài nữa. Đó là ảnh cũng nói là anh cũng giỏi văn này kia. Tụi em gặp nhau ở trên Fludy mà em cũng không nghĩ là ở trên Fludy sẽ gặp được một người mà gọi là đàng hoàng và làm người giáo viên đó như vậy. Em nghĩ chắc sẽ gặp những cái cuộc dạo chơi gì đó thôi. Không, thật ra thì đại đa số là nghĩ như em, nhưng thật sự ra rất là nhiều tầng lớp và rất là nhiều loại người khác nhau và họ tìm tới bởi vì họ thật sự là đang trong cái trạng thái FA chẳng hạn, và mình may mắn thì mình tìm được người phù hợp với mình thôi. Cái mối tình 8 tháng đó nó có nhiều kỷ niệm không? Em có nói rồi là em chỉ định là em học nghề thôi, nhưng mà ảnh lại đến và ảnh hướng cho em một con đường là em phải học cao lên, phải học này kia lên. Rồi sau đó nếu mà em cảm thấy là em thích những cái mảng nào đó nữa thì có thể lúc đó em học cũng chưa có muộn. Nên là em mới chọn ngành thiết kế thời trang tại vì em thấy là nó cũng có một số điểm tương đồng mà mình nghĩ có lẽ là nó sẽ hợp với mình. Và em chọn. Và cuối cùng ảnh ôn thi cho em trong suốt mấy tháng trời. Kết quả ok phải không? Kết quả là em lại đậu vào trường. Mà trường đó lại là chung trường với ảnh nữa. À vậy hả? Dạ, ảnh là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Năm mấy? Ảnh năm 3. Năm 3 thì em mới bắt đầu vô năm nhất đúng không? Dạ. Trời, lý tưởng quá rồi còn gì nữa. Tôi chết rồi, nhưng mà nó quá hợp lý. Lẫn là tình, lẫn cảnh luôn và thời điểm luôn. Vậy tại sao nó lại gãy đổ? Chỉ có 8 tháng kéo dài thôi. Tới thời điểm hiện tại em cũng không biết phải nói là cái câu trả lời như thế nào nữa. Tại vì lúc đầu ảnh phải gọi là rất tốt với em mọi thứ. Thậm chí từ Gò Vấp mà đi qua Hóc Môn để chở em đi chơi, xong rồi tới khuya lại chở em về. Chứ không phải là kiểu lạnh lùng hay gì hết. Ảnh sẵn sàng làm như vậy đối với em. Nhưng mà bị có mỗi một cái là ảnh kiểm soát. À, thật sự nếu mà nói thì khi mà quen nhau thì chắc chắn là mình phải có một cái niềm tin nhất định đối với nhau, thì em nghĩ là nó cần thiết. Có thể là kiểm soát nhưng mà nó ở một cái mức gọi là mình có thể chấp nhận được. Thật ra thì chị nghĩ là tình cảm là cái sự tôn trọng nhau. Dạ. Chứ không phải là kiểm soát hay là trong mức độ nào hết á. Thiệt ra thì em cũng cảm giác là ở cái một tháng cuối cùng á, là em cảm giác là đã có một cái người thứ ba bước vào cái cuộc tình này rồi. Ảnh kiểm soát em theo một cái hướng là bình thường là ảnh sẽ biết là em học tới cái giờ đó là em sẽ về. Thay vì hỏi là em đi học mới về hả, em đi học về chưa, thì ảnh lại hỏi những cái câu mà nó hơi khiếm nhã một chút xíu. Em không tiện để mà nói ở đây, nó hơi khó nghe một chút xíu. Đại loại là những cái từ có chửi tục ở trong đó. Nó rất là kỳ. Tại sao người yêu của mình thì lại hỏi những cái câu gọi là có chửi tục hay là những cái từ mà khiếm nhã khó nghe tới như vậy. Nó cứ lâu dài mãi tới như vậy. Riết kiểu em cũng ok, em cũng quen, em cũng không có quá bận tâm gì về nhiều nữa. Thì ảnh lại trách là em vô tâm. Chắc là em có người nào đó, em có người nào ở ngoài. Nhưng mà thực chất thì em lại không có. Đến một cái thời điểm là em cảm giác mình hình như có một cái giác quan rất là nhạy bén trong giai đoạn thứ 8.
Em cũng không biết nữa. Rồi em nói chuyện với một người nào cũng vậy. Ví dụ mà người ta nói dối hay là bất kỳ một cái thái độ gì đó thì em cũng sẽ cảm nhận được là người ta đang nói dối, hay là em thường cảm nhận được những cái câu chuyện sắp tới nó sẽ xảy ra đối với mình. Không có chắc chắn về nó, nhưng mà em sẽ ngồi đó, em đợi thời gian chứng minh. Y như rằng 10 lần như một, lần nào cũng như lần đó. Chị khuyên em chân thành, Tết mà được mặc thêm cái áo dài đi coi bói rất có ăn. Thực chất là nó cũng dựa trên một cái phần gọi là tính cách của người ta, rồi cái sự việc đó diễn ra như thế nào, nên là em mới đoán là nó sẽ như vậy, em đoán trước thôi chứ không phải là em coi bói cho người khác không có được. em chỉ đoán trên cái sự việc của bản thân mình đang diễn ra, mình đang chứng kiến và mình đang trải qua. Chính xác là như vậy. Khi mà em cảm giác là ảnh có một cái người thứ ba thì y như rằng là trong khoảng thời gian sau chừng một tháng là tụi em chia tay. À, em có đến nhà ảnh, em níu kéo. Trời, tới nhà níu kéo luôn, trời ơi, vậy hả? Tại vì em có xin gặp ảnh nhưng mà ảnh không có cho, nên là em mới lấy một cái cớ là tại vì lúc trước ảnh có mượn của em một hộp phấn, nhưng mà thực chất đối với em là nó cũng không có là bao nhiêu hết trơn, mà cái ở đây là em muốn kiếm một cái cớ, gặp mặt, một cái cớ để mà em có thể gặp ảnh. Thì ảnh lại nói là anh không có nhà, anh đang ở Tây Ninh. Mà lúc đó là em là đang em đội mưa, hôm đó em có hơi uống một chút xíu bia. Em có đội mưa tới, em đứng ở dưới, em nhắn với ảnh như vậy. Ảnh nói là ảnh không có nhà, nhưng mà vô tình ảnh lại bước ra lan can để mà ảnh nhìn xuống coi là em có thực sự là em tới hay không. Thì lại thấy em, nên là bắt buộc ảnh phải đi xuống để mà ảnh đưa cho em. Khi mà em tới, em định là em sẽ ôm chầm lấy ảnh một cái, kiểu em muốn níu kéo, em muốn giữ cái mối quan hệ này lại. Thì ảnh lại đẩy em ra giữa cái trời mưa hôm đó, thì kiểu là thôi. Trời ơi, nghe đau lòng quá ha. Rồi ảnh vừa đưa xong là ảnh không nhìn em một cái, chỉ ngoảnh mặt lại đi vô hẳn vô nhà. Hôm đó trùng hợp là trời lại mưa nên em cứ nghĩ là em đang là một cái diễn viên trong chính cái câu chuyện của mình. Thì đúng rồi, còn gì nữa, diễn viên chính trong câu chuyện của mình luôn. Nhưng mà lần thứ hai mới là điểm mấu chốt quan trọng nè chị. Hôm đó em có đến, em đợi anh ảnh về để mà em níu kéo một lần nữa. Một lần nữa? Một lần nữa. Bà nhây thiệt sự luôn. Tại vì lúc đó thật sự là khi chia tay cái mối tình trước em cũng vậy, em cảm thấy là em bị bấn loạn lên với tất cả mọi thứ. Em cảm thấy giống như là mình bị đánh mất một cái thứ gì đó mà em phải vội để mà tìm kiếm lại nó vậy đó. Em đợi ảnh về, cái ảnh đi làm về. Thì ảnh về lúc nào mà em đứng đó em đợi mãi mà em không hay. Ảnh có gọi với em là, em có gọi ảnh là em tới rồi này kia, em muốn gặp anh. Anh vẫn cũng không chịu gặp, cứ kêu là em về đi. Bây giờ nếu mà em về thì giữa anh và em chúng ta còn làm bạn. Thì một ngày nào đó nếu như còn duyên, anh và em sẽ có thể là quay lại với nhau. Anh không hứa chắc, nhưng mà nếu như một ngày em thực sự em trưởng thành và em thành công, thì lúc đó có lẽ là chúng ta sẽ quay lại với nhau. Quan trọng là duyên. Người đó nói tới bây giờ, đến thời điểm hiện tại em vẫn luôn luôn là nhớ cái câu nói mà người ta để lại cho em. Hôm đó em đi Grab, em bắt xe em về, thì từ trong nhà anh ấy lại chở một cái người ngồi ở phía sau, cũng là con trai, đang chạy về phía em, nhưng mà hình như là phát hiện đó là em thì người ta hoành xe lại. Trời ơi, bà công nhận bà nhây thiệt. Tôi một lần thấy ra quá nhiều. Hôm nay đó chị được nghe rất là nhiều câu chuyện hay ho của em. Em một người rất là tài năng và có nhiều tài lẻ, nhưng mà quả thật thì em chưa có gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì em sẽ có nhiều cái trái ngọt hơn, bởi vì em đã gieo trồng nó rất là hiệu quả. Một chàng hoàng tử trong mơ sắp tới. Và cảm ơn em đã dành thời gian cho Real Life.